sao quá khủng khiếp. To. Con nào cũng lấy khổng lồ, một phần của nó. Một phần nó ỉa ra. Trời, nó có lông nha các bạn. Mình nó có lông 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 nhìn thấy ghê hồn. Trời ơi. Con sâu có to như trong phim. Kiến nằm ở trên một anh kiến bị kiến khiếp thiệt, sâu to khủng hoảng luôn. Bộ anh sâu đang ỉa này các bạn, sâu này đang ỉa, sâu đang ỉa này các bạn, rồi sâu đang ỉa. Thế là ỉa là một phần nó to ghê hồn. Con nó đang ỉa. Đang ỉa cục phân ra. Anh này bò tới đây à, anh này anh khỏe nhất, anh rớt xuống anh khỏe nhất, còn bò đi bự nhất nữa, bự cho bả luôn. Ý ra là này, ý ra cục phân à, cục phân là ý, cục phân khi sâu mà đằng sau thì ý ra cục phân bự vậy đấy. Trời ơi, nhìn cái miệng của nó khiếp quá hả. Nhìn miệng sâu thì ghê hồn thì các bạn ơi. Ui giời. Ghê thiệt chứ. Máu lên cái tay mình coi.
Dợ người luôn, nhìn thấy ghê quá. Lạnh người luôn không ơi. Sâu nhìn, nhìn thấy gớm hồn bự. Không thể tưởng tượng nổi. Ồ ngứa ngứa ngứa. Thôi vô vô mình rửa ngứa. Ngứa chết.